Ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Cường, 30 tuổi, ngụ huyện Cửa Rồng Tặc, để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu nợ nên Cường đã di chuyển hơn 30 km từ huyện Rồng Tặc lên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk săn mồi để cướp giật tài sản. Cụ thể, tối 4/10, Cường di chuyển trên đường Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện anh Lý Tờ, ngụ phường Tân An, đi xe máy chở theo vợ là chị Tờ Hờ đến bệnh viện chuẩn bị sinh con. Khi đôi vợ chồng vừa đi tới trước căn nhà số 24 đường Chu Văn An thì Cường áp sát giật túi sách trên người chị P. Sau đó, người đàn ông tẩu thoát, chị P bị té ngã xuống đường, bị gãy xương vai, chảy xước tay chân, vùng đầu bị xương. Tài sản Cường cướp được gồm đờ tờ giờ đờ, tiền và nhiều giấy tờ quan trọng. Cường mang bán lấy tiền tiêu xài. Đến 18 giờ ngày 7 tháng 10, Cường điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện anh NGHK đi xe SH chở theo LTTL, 18 tuổi, ngụ phường Tự An, đeo túi sách trên người. Lúc này, Cường áp sát giật lấy túi sách chứa gần 500.000 đồng và đờ hiệu iPhone 8 Plus của chị H. Chị này phát hiện nên đã giằng co khiến Cường té xuống đường. Người dân cùng đôi nam nữ khống chế bắt giữ Cường cùng tang vật giao công an. Tại công an, Cường khai nhận như trên.